độ hoàn thiện của Vespa GVC Platinum NFC như nào thì cùng Minh Nhật đi khám phá trong cái video này nhá. Ok, let's go. Chúng ta sẽ nói về cái phần phía đằng sau động cơ của chiếc GVC Platinum. Với cái hệ càng ở đây là sử dụng càng là càng hợp kim nhôm cho người nhá. Càng này nó rất là khỏe này và nó chắc. Ngoài ra thì cái độ thẩm mỹ rất là cao. Ở trên thị trường ấy thì những cái dòng xe kiểu Vespa này thì cái phần càng nó chỉ làm bằng càng và càng sắt mọi người nhá. Nhìn nó thô và nó rất là ọp ẹp. Đó. Đối với càng nhôm hợp kim như này của Platinum thì đồ hoàn thiện các bạn thấy ạ. Rất là nét đúng không? Là đẹp. Và ngoài ra thì cái phần những con ốc này các bạn thấy không? Đánh này nó vẫn có một cái vết sơn đây nhá, đánh chuẩn đây, chuẩn đúng của kỹ thuật luôn. Và với cái khối động cơ 1700W này thì cái việc mà chúng ta đi lại sử dụng chiếc xe này hoặc là chúng ta có thể chở thêm người nó rất là lên dốc, nó rất là thoải mái luôn. Kết hợp với hệ thống phanh đĩa đằng sau đấy, tạo ra cái hiệu suất phanh rất là an toàn đấy mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần hệ nhựa của chiếc xe này. Với cái phần nhựa nhá, cái độ dày là 2 ly nhá, và nhựa này là nhựa nguyên sinh, rất là chắc chắn này, ABS. Và cái lớp sơn phủ trên cái phần nhựa này với 7 lớp sơn. Và cái lớp ngoài cùng được phủ bởi nano nhé, để chống cái sự bay màu cũng như là nó bền bỉ theo cái thời gian đấy mọi người nhé. Để cho mọi người xem là cái độ bóng của chiếc xe này. Đấy, nó dí sát đây. Và cái phần sơn này nó là sơn kiểu sơn công nghệ ô tô đấy mọi người nhá. Nó có cái độ ánh này, ánh nhất định khi mà chúng ta ra cái phần ra ngoài trời nắng nhá. Với cái tay sách ở đây, hoàn thiện, bo tròn này rất là đẹp này. Ở đây thì chúng ta có phần cái cụm đèn nhá. Cụm đèn siêu sáng này và chính giữa có sự nổi của logo của GVC ở đây. Và cái cụm đèn này thì được trang bị này, bên trong có những cái giải led nhé mọi người nhé, giải led này và hai bên thì nó là hai cái xi nhan hình con mắt ở đây. Đấy. Ở đây cái phần cốp này, cốp của GVC cũng ưu tiên rất là rộng rãi nhé mọi người. Đấy, chúng ta có thể để được áo mưa hoặc là mũ bảo hiểm ở đây. Và tiếp theo chúng ta xem cái độ hoàn thiện của cái phần yên này. Từng cái mũi chỉ này, mũi khâu đường kim ở đây rất là nét đúng không mọi người. Và da nó da rất là da mềm nhé. Và cái khoảng chỗ ngồi giữa người ngồi lái và người ngồi đằng sau này này, nó tạo ra hai cái phần lớp này. Để ngồi nó sẽ thoải mái hơn và chúng ta có một cái gọn sóng ngang này, ngồi nó sẽ không bị trượt. Và cái móc treo đồ của hãng cũng làm từ hợp kim nhôm nhá, rất là chắc chắn. Với cái móc này thì chúng ta có thể treo đồ 20-30 cân rất là thoải mái mọi người, không phải lo lắng cái gì. Và cái phần nhựa phần trước này mọi người ạ, những cái ke nhựa này nó rất là đều chỉ nhá, rất là đều. Đủ để chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường chúng ta thấy cái độ hoàn thiện của GVC Platinum hàng chính hãng nó như thế nào mọi người nhá. Đấy. Với cái số tiền chúng ta bỏ ra chúng ta mua được những cái xe chính hãng thì nó đáng đồng tiền bát gạo luôn mọi người nhá. Cho nên là mọi người phải lưu ý một điều là chúng ta đi mua chiếc xe nào thế thôi, chúng ta hãy kỹ thuật chúng ta chưa biết nhưng mà chúng ta cần nhìn bằng mắt thường. Đó, chúng ta có thể biết được cái độ hoàn thiện của chiếc xe nhá. Đấy. Ở phần trước đây thì xe cũng trang bị là hệ phanh đĩa mọi người nhá. Đó. Nó tạo ra hiệu suất rất là an toàn khi mà chúng ta chạy đường dài hoặc chúng ta chạy với cái vận tốc cao. Đấy. Và lốp thì sử dụng là lốp Kenda nhá, vành là vành nhôm này, cắt CNC với là 5 chỗ đôi. Đấy. Ok chưa? Đây là cái phần mặt ngoài của GVC Platinum nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần cụm công tắc này. Cụm công tắc này hoàn thiện rất là tốt này. Đấy, gạt trái gạt phải, đèn rất là nhạy luôn mọi người. Và những cụm công tắc này của hãng là chống nước nhá mọi người nhá. Rất là yên tâm này. Đó, và cái bản đồng hồ này, bản đồng hồ rất là rộng này. Đấy. Với cái chiều rộng và nó có cái độ sâu như này thì việc mà chúng ta nhìn quan sát nó cũng rất là dễ dàng. Đấy. Và cái xem cái phần chìa khóa này hoàn thiện rất là tốt và chắc chắn mọi người. Có thẻ từ NFC nhá, thẻ từ rất là quyền lực. Đây là một cái mẫu xe phải nói là bom tấn năm 2024. Và một cái mẫu xe này các bạn 2K9 năm nay lựa chọn rất là nhiều trong cái phân khúc giá dưới 20 triệu mọi người. Và cái mẫu xe này thì những người đi làm cũng đang là ưu tiên để sử dụng cái xe này phục vụ cho công việc của mình. Mọi người nghĩ sao? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé.